bạn đi. Con công. Chào các bạn đi. Chào các bạn. Này Ben đi đâu? À Ben mua có bim bim à. Bây giờ Ben cho Kỳ An bim bim này các bạn ơi. Bây giờ Ben bóc bim bim nào. Ở đây có một con công rất là to, ba con công luôn. Nha, đây là chăm ba công trước này. Chăm ba công xong con khỉ sao? Đây. Công ơi. Đó, chữ công đấy. Đấy, chữ công chưa? Đẹp nha. Rồi bây giờ ta đi bóc. Bây giờ ba bóc bim bim cho khỉ đây, con khỉ này. Khỉ ăn kẹo à? À, khổ tâm nha. Nhốt ra đi là không ra được nha. Rồi bên cho bim bim đi. Bên ăn đi, bên cho khỉ ăn đi. Lấy mà lấy. Đây là anh em cho này, em cho khỉ kia kia đi bim bim. Đưa cho anh. À, dám cán này nhà đánh nhà trận giờ này. Cho miếng này. À bắt tay thôi, bắt tay. À nó không ăn bắt tay. Bắt tay khỏe. Tay thôi nhỉ. Đừng có mút tay quá. Rồi. Các bạn lấy khác cho ăn à. Có nước gì cho kia đi. Này cho ăn này. Này, chán rồi, chán bim bim. Chán rồi không ăn. Em muốn ra ngoài. Con ăn đi thôi, khỉ không ăn con ăn đi thôi nhá. Ừ, con ăn đi. Con ăn đi. Mời các bạn bim bim đi. Các bạn bim bim Ben nhá. Hôm nay cái con khỉ thì cho ăn mà khỉ không ăn nhá. Con nhá. Khỉ càng tay em nhá. Hả? À mũ bẩn á. Ben cho khỉ ăn mà khỉ không ăn nhá. Con nhá. Khỉ không thèm bim bim đúng không? Ừ, thôi xem thế thôi nhá. Chào khỉ nhá. Có nhiều con khỉ bị nhốt nhá. Ờ thôi không nói cái này được đâu, cái này đồ phải đồ chơi của mày đâu. Nhá. Ừ. Phải đồ chơi đâu. Này. Rồi trong đó chơi đi nhá. Ừ. Em Ben đi về đây. Thôi chào khỉ nhá. Em Ben chào các bạn nhá. Hôm nay với Ben cốt bì đồ chơi. Rồi. Khéo đổ. Khéo đổ hả? Trời ơi, không biết cái đồ chơi nào mà có một bì thế này. Đồ chơi được bao bì luôn. Đồ chơi nặng lắm. Nặng lắm hả? Sẽ cảnh sát đây. Ta cũng không phá xem là cái bì này có cái gì nha. Nên chơi có bì luôn các bạn ạ. Đồ chơi mà chơi bao bì này với nghe nói. Ba có hào hứng quá, không biết cái bì này buộc lâu lắm. Mình đứng thẳng lên. Rồi bây giờ Ben lấy từng cái để ở đây nhá. Rồi. Lấy cái đầu tiên nào. Để yên đó, để yên đến bi. Rồi lấy ra, xỏ tay lấy ra. Một cái xe gì? Wow. Đã có một xe cảnh sát màu gì con? Màu đỏ. Police. Biết là tiếng Anh police là cảnh sát nha. Wow. Rồi. Xếp vào đây. Rồi, lấy tiếp xem còn gì trong cái bì. Khác đồ vô người. Ô, cái xe tải đã bị ghép nha nào. Đã bị đứt à không bị gì đâu, nó vẫn đi tốt. Ghép đấy, xe chở thú, xe này chở xe giường nằm luôn. Xe màu gì con? Màu xanh hoặc màu gì? Wow, xe đẹp này. Rồi xếp vào đây. Con đi ra diễn ra đây. Xếp thành một hàng. Rồi, ok. Ủa, mình cái này. Không sao. Kệ nó. Con lấy tiếp đi. Kệ nó đi. Nó là cái bánh lên thôi. Ra xem nào. Đây rồi. Đây. Rồi. Khám phá tiếp thùng đồ chơi. Mang cái bì ra. Cứ lấy trên trước. Lấy ở trên trước. Ở trên có gì lấy trước mang đây nè, mang cả túi bóng đây, bê cả túi bóng đây. Ấy đổ vô người. Đổ, để đứng lên.
con lấy cái này đi này, bạn lấy cái này, cứ lấy cái này xuống này, cái này cũng đồ chơi mà. Wow, túi gì đây? Bạn đang thích cái này là cái gì? Wow, đây là cái đồ chơi con chó. Xe gì đây con? Màu gì đây? Xe đua. À, xe đua. Xe đua đi nhanh. Xe đua đi nhanh. Xe đua này như rút được hay sao á? Bác xem nào. Wow, xe này rút chạy được này, thả bác ơi. Đấy, nó chạy được đấy. Đủ cái bánh này nè. Rồi, con chạy ra đây để đi, để khám phá tiếp. Xếp ra đây. Đấy, xe đi, nó vướng khiếu kìa. Rồi, con để ở đây nè. Con xếp lại đi. Xếp xe này lại đây, xếp hàng lại đi. Nằm lại đây. Ok, ba cái rồi. Còn nữa không? Còn nữa. Này đây, bị có gì mà một bị đồ chơi thôi mà. Wow, mang đây. Mang đây con. Xe bị bẩn rồi. Rồi, bẩn thì lau, xe lau núi sẽ để lau quá nó bị bẩn mà. Xe tàu. À, xe tàu chạy pin. Ô, pin để lâu hư cháy nhựa nước hư hết rồi. Thấy chưa? Này bị lỏng là. Rồi rồi, cất để ra đây. Cho nằm trên xe này. À rồi, xe này sạch. Còn nữa không con? Còn nữa. Mở đi. Lấy đi. Mở bì đi. Wow, bên này có một xe đồ chơi nữa. Xe thả hình mầm non. Màu gì con? Màu đỏ. Màu đỏ, rồi. Cái hình này thì thả vào đâu? Hình này trái tim này. Thả vào đâu? À đúng, con thả xem. À đúng rồi, phải đúng hình mới thả được. Trong này có cái gì con? Đổ ra. Ôi trời ơi. Wow, con gì đây? Bên bên tay con chó. Nói to lên. Nói to lên. Bên tay con ở đây luôn. Ừ, nằm sẵn trong đây hả? Con này là con gì? Con cũng làm. Cũng làm, con này con gì? Này con hổ. Sư tử. Sư tử. Rồi, thế thôi, con lại lấy tiếp để làm con bì đồ chơi kia. Tháo này không có gì đâu. Con kéo hỏa rồi, kéo ở đây để sắp xếp cho nó đẹp rồi lấy tiếp. Xe này giống giống nhau luôn. Ừ, hai chỗ giống nhau đúng rồi. Rồi con xếp ra, con lấy trong bì ra còn gì nào lấy tiếp nha. Chạy mất rồi, cái hát lùa đi. Rồi. Bé Bé hôm nay mở một thùng đồ, một bì đồ chơi nhưng mà bạn mở đến đây thôi. Đây. Bạn mở được cái xe cảnh sát này. Mở được một xe cứu hỏa này, một xe đua này, một xe chở đồ, chở xe giường nằm này, chở xe con này. Một túi đồ chơi này của bạn nữa này. Đấy, nhưng mà bạn không mở ra. Bì làm sao ta mở tiếp nha. Rồi, video này là hết rồi. Bye bye các bạn nha. Đường. Đường rồi. Sao bên mở tiếp cái bì này xem còn gì cho bạn xem nhớ chưa? Đường rồi, rồi con chơi đi. Bye bye, chào các bạn nha. Bé. Đây bà. Bé đây. Bà đây bà. Xin ai được, bên xin một cái đi. Lên chụp ảnh, lên chụp ảnh không lấy được đâu, lên chụp ảnh thôi. Lên chụp ảnh nha, chụp ảnh nha. Đấy.
này xấu lắm. Quay đây. Con chào các bạn. À, con về nha.